Sau đây là video hướng dẫn cách reset dòng máy Epson EB802A. Ken copy wifi luôn nha. Nó có Ken copy wifi luôn. Dòng máy hình rất là đẹp nha. Đó. Chúng ta lưu ý khi sử dụng thì cái bình mặt ngoài chúng ta để bằng dưới máy này, mở hết tất cả các nút nhỏ ra nha. Mở hết tất cả các nút nhỏ ra để cho nó thông hơi nha. Nếu chúng ta đóng lại thì nó sẽ không hơi. Để reset của nó trước tiên á, chúng ta phải mở nguồn lên, tắt mở nguồn lên và chúng ta cắm cái sợi dây USB vào này, sợi dây cắm này, này tôi mới reset được nha. Đó, chúng ta cắm vào. Rồi muốn reset cho chúng ta để reset bộ đếm của nó, dòng máy EB802 á hiện nay cây của nó thì 100.000, còn phần mềm reset vĩnh viễn thì 250 nha, cây vĩnh viễn thì 250 nha. EB802 để reset của nó chúng ta lên Google nha. Chúng ta lên Google này, thì chúng ta mở cái Chrome lên, chúng ta lên Google, chúng ta search phần mềm reset. Mềm reset. Mềm reset chúng ta gõ từ khóa là phần mềm reset Epson 802 vào nha. Vào gõ vào. Rồi. Rồi sau khi gõ vào, ở đường link bên dưới nó có cái đường link đó, mọi người tích vô đó, trong phần YouTube nó có đường link đó, mọi người tích vô đó để tải về nha, tải cái phần mềm reset về. Sao chúng ta làm về như vậy? Có đường link bên dưới nha, chúng ta bỏ sẵn cái đường link bên dưới, mọi người chỉ việc tích cho thôi. Đây. Phần mềm reset Epson 802 này, đây. Nếu như chúng ta quyền dùng Windows chúng ta đâu có bản này, còn dùng Mac OS chúng ta đâu có bản dưới nha. Rồi chúng ta dùng Windows chúng ta đâu có bản này. Nó có đường link bên dưới ở dưới cái video đó nha, mọi người đau đó thì chúng ta bấm download. Đây. Nó đau rồi. Nó đau sẵn rồi, chúng ta bấm vô nha. Tôi bỏ sẵn cái đường link bên dưới rồi nha mọi người, có gì tích vô đó, còn cái này tôi đang sau đây là video hướng dẫn sử dụng dòng máy Epson 802 của hãng Epson có gắn hệ thống liên tục. Máy sau khi chuyển điện chúng ta cắm nguồn lên, chúng ta mở máy lên nó có giao diện như thế này. Rồi. Để sử dụng của nó, bình mặt ngoài trước tiên ta phải chú ý, bình mặt ngoài ta phải để bằng máy này nha, không được để cao hơn nha. Cái ngăn nút nhỏ này nó quá nhiều nên chúng ta phải nghiêng mực qua, ta nghiêng mực qua cho ngăn lớn nó nhiều mực, ngăn nhỏ nó ít mực nha, cho nó điều tiết áp suất nha. Chúng ta nghiêng mà, rồi chúng ta để diện ngửa và chúng ta nghiêng lên nha. Rồi cho mực nó giải quét ngăn lớn nha, chúng ta để đứng lên. Rồi xong mực nó quét ngăn lớn, chúng ta mở hết các nút nhỏ ra nha. Ok, tại quyết định sáng chúng ta mở nó lên nha. Tháo hết tất cả những nhẫn cho cài. Rồi, chúng ta bình thường nha. Ai mua máy thì có đường link bên dưới á. Đây, chúng ta mở quyết định sáng lên nè. Chúng ta tải quick reset về nha, có đường link cài đặt á, chúng ta tải về xong chúng ta muốn reset nữa. Đây là chúng ta đọc nè, chúng ta muốn kiểm tra bộ nhớ của nó, chúng ta đọc đây nha, trước tiên nè. À, bộ nhớ nó là 64% rồi nè, counter nè. Đó. Để reset của nó chúng ta bấm vào reset counter nè.
Reset không? Xong á. Chúng ta nhập 16 ký tự này vào nha. Mọi người muốn mua khai reset thì chỉ có 100.000 thôi. Còn phần khai vĩnh viễn thì 250.000 nha. Liên hệ số điện thoại bên dưới có gì gửi qua cho nha. Đây. Chúng ta nhập 16 ký tự vào, sau chúng ta bấm ok là được. Sau đó chúng ta bấm ok là tự động nó bảo chúng ta tắt máy mở lại là sao nha. Đây cái phần mềm quick reset nè. Có đường link bên dưới mọi người bấm vô để tải về nha. Đó. Reset option 8.2 cũng rất là dễ. Chúng ta tải cái phần mềm quick reset về. Chúng ta bấm vào, chúng ta muốn đọc giá trị thì phải chắc chắn không, chúng ta bấm vô đây nữa. Nó lên tới 100% là nó đầy bộ nhớ nha. Lên 100% là nó đầy bộ nhớ. Còn cái này là chúng ta xem trạng thái của nó nè. Mực này 95% này, xe này nè. Đó. Đây là cách reset cái dòng máy Epson 802 nha. Tôi bỏ cái đường link tải phần mềm quick reset bên dưới, mọi người tích vô đó để vào nha. Còn muốn liên hệ mua khay thì khay thì 100.000, còn phần mềm reset vĩnh viễn 250.000 nha. Máy Epson B82 dòng này in hình rất là đẹp nha, có can copy phát luôn, can copy wifi luôn nha. Đây hình của nó in ra đây. Nó in ra rất là nét, rất là đẹp nha. Cảm ơn mọi người đã xem, có cái gì mà không hiểu cứ alo bên mình hướng dẫn nha.